Vâng, tất cả đặt trước. Chọn form, chọn tốc độ. Nhanh đi, để xem vào chân chạy thử đi. Là muốn kiểm tra thằng thằng com này đúng không? Tốc độ thằng com này bằng tốc độ thằng com này. Đây. Này chính là com 5. Đúng không? Nó cũng là com 5 này. Đấy, tổng 5. Tổng đây cũng phải đọc tốc độ của nó này, 9.48, kia là 48 rồi. 48. Đây là này. Ok, đấy, là được. Là trên máy tính là ok. Sau đó muốn truyền thì là truyền thôi. Muốn truyền thì là mở anh chị nha. Truyền thì là cái này truyền, đây là gửi đi ở máy, gửi vào máy, đấy nhận đi, nhận là mình nhận từ máy về, nhận là dư, đấy là mình sẽ trường hợp là mình sẽ nhận đi, đúng không? Mình nhận trước, đấy, mình sẽ phải thao tác trên máy nữa, dừng đi, dừng đâu?